Thưa quý vị, chỉ còn 4 ngày nữa thôi là đến ngày bầu cử chính thức của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Đây không chỉ là cái cuộc bầu cử dành cho người dân Hoa Kỳ chọn người lãnh đạo 4 năm kế tiếp cho đất nước Mỹ đâu, mà mình nghĩ rằng nó còn là một cái cuộc bầu cử của thế giới nữa. Thế giới sẽ đi về đâu, ảnh hưởng ra sao là nhờ vào kết quả của cuộc bầu cử năm nay của Hoa Kỳ. Nếu mà quý vị chọn Tổng thống Trump thì ông sẽ tất nhiên là trong đất nước Hoa Kỳ thì ông sẽ loại bỏ thuế đối với nhân viên làm nhà hàng được trả tiền qua. Ông sẽ giúp cho ngành dầu khí phát triển trở lại, hủy bỏ lệnh bắt buộc sử dụng xe điện, bảo vệ tôn giáo, đóng cửa biên giới, bảo vệ người dân khỏi những thành phần di dân lậu, trục xuất những thành phần tội phạm trở về quê quán của chúng. Trong khi đó, đối với thế giới thì ông làm gì? Ông sẽ thu hồi quy chế quốc gia được ưu đãi nhất cho Trung Quốc, và ông sẽ thông qua đạo luật thương mại có qua có lại. Có nghĩa là nếu mà Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào buộc Hoa Kỳ phải trả mức thuế quan 100 thì Tổng thống Trump cũng sẽ khiến họ phải trả cái mức thuế đó y chang như vậy. Và ông sẽ giải quyết để mà kết thúc cái cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine một cách nhanh chóng. Ông sẽ ngăn chặn thế chiến thứ 3 và khôi phục hòa bình, không cho đàn ông tham gia vào các cái môn thể thao dành cho phụ nữ, bảo vệ mạng sống của các thai nhi, khôi phục quyền tự do ngôn luận, đảm bảo cuộc bầu cử được công bằng. Đó chỉ là một số những cái ví dụ mà Trân Như đưa ra về việc Tổng thống Trump sẽ làm sau khi ông đắc cử. Trong khi đó, nếu chúng ta chọn Kamala Harris thì tất cả những gì mà Tổng thống Trump hứa sẽ làm đó thì Kamala Harris sẽ làm ngược lại. Điển hình như là sẽ ủng hộ phá thai này, ủng hộ di dân lậu này, ủng hộ đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ này, ủng hộ xây dựng các phòng vệ sinh riêng cho người đồng tính này, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, nếu quý vị còn là những người còn đang phân vân chưa biết chọn ai thì xin quý vị đặt ra một câu hỏi cho quý vị. Quý vị không thể sống thiếu điều gì. Bây giờ không còn là quý vị sẽ bầu cho ai hoặc là quý vị muốn gì từ cái người đó, mà là quý vị sẽ không thể sống thiếu điều gì. Nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị có thể sống mà không cần quan tâm đến quyền tự do của mình thì quý vị hãy cứ bầu cho Kamala Harris đi. Một số còn cho rằng là thế giới này đang chiến tranh triền miên, cho rằng là Tổng thống Trump là người không phù hợp để làm Tổng thống trong cái thời buổi này, tại vì để ông lên thì sẽ rất là nguy hiểm. Xin thưa rằng là không phù hợp là không phù hợp như chỗ nào, nguy hiểm là ở đâu? Chẳng lẽ quý vị muốn cái chiến tranh này nó tiếp tục kéo dài cho đến khi nào? Chẳng lẽ là quý vị cũng muốn thế chiến thứ ba nó sẽ bùng nổ hay sao? Nên nhớ Tổng thống Trump là cái người trong 4 năm của ông không hề có chiến tranh. Vậy thì nếu mà quý vị nói rằng là Tổng thống Trump lên vào cái thời điểm này là sẽ nguy hiểm, vậy thì ý quý vị là quý vị muốn có chiến tranh thêm? Quý vị cho rằng cái việc kết thúc chiến tranh là nguy hiểm? Trở lại với cái tin tức trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, hôm nay thì số liệu về công ăn việc làm đã được công bố và nó thật sự là không mấy tốt đẹp cho cái chính quyền Biden này. Đây lại là một cái điểm trừ cho Kamala Harris. 4 năm dưới sự lãnh đạo của bà ta và Biden có vẻ như là không có thể giúp vực dậy được cái nền kinh tế. Người dân không thể kiếm thêm được việc làm. Cục thống kê lao động của Bộ Lao động vừa công bố số liệu cho thấy chỉ có 12.000 việc làm được tạo ra trong tháng 10. Thấp hơn nhiều so với ước tính trước đây cho rằng là sẽ có 120.000 người có được công ăn việc làm. Đây là cái mức thấp nhất trong 4 năm thưa quý vị. Rồi bây giờ cái chính quyền này thì đổ lỗi cho rằng là do bão, do thiên tai cho nên là không có công việc. Rồi đổ lỗi cho rằng là do các cuộc biểu tình vừa qua vân vân và vân vân. Có nghĩa là họ có đủ cái lý do để họ đổ lỗi, không bao giờ nhận cái trách nhiệm về mình. Có vẻ như cái gì thơm tho đó thì là vơ lấy, nhận vơ. Còn những cái gì mà bốc mùi thì cho rằng không phải là của mình. Thưa quý vị, có khi nào chúng ta chứng kiến một cái tỷ lệ thất nghiệp và sa thải lên cao như thế hay không? Do ai? Đây thưa quý vị, nhà hàng bán đồ ăn nhanh Wendy cho biết là sẽ đóng cửa thêm 140 nhà hàng vào cuối năm nay. Trong khi đó, nhà hàng Red Lobster đã phải nộp đơn xin phá sản. Do ai mà khiến cho những cái công ty lớn như thế vậy phải phá sản, phải đóng cửa? Thưa quý vị, chính Kamala Harris và Biden là tội đồ đã để phá vỡ cái nền kinh tế, khiến nó trở nên tồi tệ như thế vậy đó thưa quý vị. Quý vị nghĩ rằng là bà ta sẽ làm gì được tốt hơn trong 4 năm kế tiếp? Nếu mà quý vị nghĩ rằng là sẽ cho bà ta một cơ hội. Tự hỏi nếu mà quý vị làm cho một cái công ty nào đó mà cái nhiệm vụ của quý vị là làm sao đó để mà cho cái công ty đó nó phát triển hơn, nhưng mà không những quý vị không thể giữ được nó ở cái mức trung bình mà quý vị còn lôi nó xuống tận đáy giếng, thì quý vị nghĩ rằng là họ sẽ tiếp tục cho quý vị giữ cái công việc hay không? Họ có cho quý vị thêm cái cơ hội nữa hay không? Thế thì tại sao quý vị lại có thể cho Kamala Harris thêm một cơ hội nữa để bà ta có thể phá nát cái nền kinh tế đất nước này? Bên chính trị của Tổng thống Trump đã lên tiếng cho rằng
Đây là một minh chứng cho thấy Kamala Harris và Biden là những thành phần thảm bại, yếu kém và không đáng để được tiếp tục phục vụ đất nước này. Và quý vị nên nhớ rằng đây là một cái báo cáo nó mới ra thôi, nó sẽ còn sửa đổi nữa. Để thêm vài tuần nữa quý vị sẽ thấy chắc chắn là con số nó còn thấp hơn cái con số 12.000 này nữa. Kamala Harris phải nên cảm thấy hổ thẹn với cái bản báo cáo này. Quý vị cứ để ý đi, mỗi lần mà có những cái tin tức, những cái báo cáo nào mà tốt cho bà ta thì bà ta lập tức mở cuộc họp báo liền, phát biểu liền để nhận vơ. Nhưng mà hôm nay quý vị có thấy bà ta phát biểu không? Có làm gì, có nói gì về cái báo cáo này hay không? Không hề thưa quý vị. Trong khi đó hôm nay bà ta lại tiếp tục vạch lá tìm sâu. Thưa quý vị, hôm qua đó thì trong một cái cuộc hỏi đáp của Tổng thống Trump tại Glendale, Arizona, thì Tổng thống Trump đã được Tucker Carlson hỏi rằng liệu là có kỳ lạ hay không khi mà thấy bà Liz Cheney, con gái của cựu phó Tổng thống Dick Cheney thời của Bush con đó. Bà này hiện tại bây giờ thì đang vận động tranh cử cho bà Kamala Harris, ủng hộ cho bà ta và chống lại Tổng thống Trump. Bà này cũng là cái người đã luận tội Tổng thống Trump về cái vụ 6 tháng 1 năm 2021 đấy. Thì Tổng thống Trump cho biết rằng là bà ta là một kẻ ngu xuẩn, một kẻ hiếu chiến, cho rằng là cứ thử để bà ta ra chiến trường đứng đó với khẩu súng trường, với 9 nòng súng nhắm vào bà ta thì bà ta sẽ cảm thấy sao. Đây nguyên văn của Tổng thống Trump. Bà biết đấy, tất cả bọn họ đều là những kẻ hiếu chiến khi họ ngồi ở Washington trong một tòa nhà sang trọng và cho rằng, ôi trời, chúng ta hãy gửi 10.000 quân thẳng tiến vào miệng kẻ thù. Thưa quý vị, chỉ vì cái lời phát biểu đó mà bây giờ chiến dịch của Kamala Harris và cái đám truyền thông này đã bóp méo sự thật và cho rằng là Tổng thống Trump kêu gọi giết bà Cheney. Quý vị thấy cái đám truyền thông này không? Họ đã đưa câu từ của Tổng thống Trump ra khỏi cái ngữ cảnh để tấn công ông, gọi ông là kẻ bạo lực. Bà Kamala Harris bây giờ cho rằng ông ta đã tăng cường lời lẽ bạo lực của mình về các đối thủ chính trị và đã đề xuất chi tiết rằng nên chìa súng trường vào cựu dân biểu Liz Cheney. Nói thêm rằng bất kỳ ai muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ mà sử dụng lời lẽ bạo lực đó đều cần bị loại bỏ và không đủ tư cách để trở thành Tổng thống. Thế thì xin hỏi rằng là bà ngày đêm kêu gọi cho rằng ông là Hitler, ông là phát xít, ông là cả nguy hiểm cho nền dân chủ. Chẳng phải đó là cái tín hiệu kêu gọi những cái tay sai của bà trừ khử Tổng thống Trump? Đó không phải là những lời lẽ bạo lực hay sao? Và nên nhớ ông cũng đã bị ám sát đến 2 lần, cũng là do những cái từ ngữ bạo lực từ miệng bà tuôn ra đó. Vậy thì bà có đáng được trở thành Tổng thống hay không, thưa bà Kamala Harris? Và hơn thế nữa, chẳng hay rằng là bà đã bỏ thời gian để nghe chọn cái lời phát biểu của Tổng thống Trump hay chưa? Tất cả mọi người nghe họ đều hiểu rằng ông ta đã nói đến bà Liz Cheney và cha của bà ta là những cái thành phần ở thủ đô, là những cái tên chính trị gia ở thủ đô, những cái thành phần hiếu chiến, khát máu, luôn muốn chiến tranh. Họ gửi con em của chúng ta ra chiến trường để con em chúng ta chết ở đó. Họ xem thường mạng sống của những cái người lính này. Tất cả những cái thành phần đó chỉ có lo cho bản thân của họ. Có bao giờ họ đặt cái hoàn cảnh của họ vào những người lính ở ngoài trận này hay chưa? Cho nên Tổng thống Trump mới nói rằng là nên để cho bà ta đứng vào vị trí của những cái người lính đó, khi mà những cái mũi súng nó chĩa vào thì xem bà ta có dám còn kêu gọi chiến tranh hay không. Ông nói cái điều đó hoàn toàn đúng, không hề sai. Thưa quý vị, một người đủ trưởng thành khi mà nghe ông nói cái câu đó đều hiểu ý của ông. Nhưng mà truyền thông và cái chiến dịch của bà Kamala Harris có vẻ như họ giả ngu, giả điếc. Bây giờ họ gán cho ông là muốn giết bà Liz Cheney. Thưa quý vị, Tổng thống Trump là cái người đang muốn bảo vệ những cái người lính này, không muốn họ phải mất mạng ở ngoài chiến trường, không muốn đưa họ vào những cuộc chiến vô bổ, không dính dáng gì đến Hoa Kỳ cả. Nếu muốn biết cái chết nó cận kề như thế nào thì hãy ra trận đi, nếm mùi nó thì mới biết được. Đó là cái ý của Tổng thống Trump đó. Chứ đừng cứ ngồi ở một cái nơi an toàn mà phát biểu cái như ta đây rành đời vậy đó. Bà Liz Cheney hôm nay viết trên mạng rằng là đây là cách những kẻ độc tài phá hủy các quốc gia tự do. Họ đe dọa những người lên tiếng chống lại họ bằng cách chết. Chúng ta không thể giao phó đất nước và tự do của mình cho một người đàn ông nhỏ nhen, thích trả thù, tàn ác, bất ổn, muốn trở thành một bạo chúa. Rồi bây giờ thưa quý vị, công tố viên hàng đầu của Arizona bây giờ lên tiếng cho rằng là bây giờ họ sẽ điều tra cái lời phát biểu của Tổng thống Trump. Bà tổng trưởng lý của tiểu bang này, một thành phần phò đảng Dân Chủ, cho biết là bà muốn xác định liệu là Tổng thống Trump có vi phạm luật tiểu bang khi đưa ra lời đe dọa phát biểu này hay không. Xin thưa rằng là bà làm ơn bỏ những cái trò xàm xí này, tốn tiền thuế của người dân này đi. Quý vị có biết tại sao mà cái thành phần này cuồng chiến tranh hay không? Quý vị nên nhớ là bà Liz Cheney và cha của bà Dick Cheney, họ đã kiếm được rất là nhiều tiền từ các cái hợp đồng quân sự khổng lồ
Quý vị nên nhớ là khi đó vào cái thời mà ông làm phó tổng thống đó, thì ông đã nói láo về cái vụ vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq đó, và đã ra tay giết Saddam Hussein đó, chắc quý vị còn nhớ. Chỉ riêng cái vụ việc đó thôi đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng và cũng đã tốn đến 2.000 tỷ đô la tiền nợ cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Quý vị biết nếu mà quý vị chọn Kamala Harris thì chắc chắn là Thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra. Và con cháu của quý vị sẽ là những người ở tuyến đầu, sẽ ra trận và với những khẩu súng sẽ chỉa vào con cháu chúng ta. Quý vị nên nhớ là Tổng thống Trump đã đúng khi mà ông gợi ý cho rằng là bà ta nên đặt bà ta vào cái vị trí của những cái người lính này mà bà gửi ra mặt trận đó, gửi họ đến những cái cuộc chiến mà không cần thiết đó, thì bà mới biết được nó như thế nào, bà mới nếm được cái mùi tử thần nó ra sao. Thật sự thưa quý vị, bà này cần phải cho vào tù bóc lịch cùng với cha của bà ta vì những cái gì mà ông ta và bà ta đã làm, đặc biệt là Dick Cheney trong 8 năm dưới cái thời của Bush con, với những cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Cho nên chúng ta đừng có để cho Dick Cheney có được cái cơ hội để mà trở lại nắm quyền ở trong cái chính phủ này. Tổng thống Trump hôm nay, ông vẫn tiếp tục lên tiếng cho rằng là Dick Cheney là một cái kẻ hữu chiến. Bà ta muốn giết những người, bà ta muốn giết người một cách không cần thiết. Nếu bà ta phải tự mình làm điều đó, nếu bà ta phải đối mặt với hậu quả của trận chiến, bà ta sẽ không làm điều đó. Quý vị nên nhớ, Dick Cheney là cổ đông lớn của Halliburton. Đây là một công ty xây dựng mọi cơ sở hạ tầng quân sự trên toàn cầu và tái thiết những cái nơi mà bị quân đội san bằng. Dick Cheney lại làm việc cho Raytheon. Thưa quý vị, họ là những lãnh chúa của chiến tranh. Đó để quý vị biết là tại sao mà bà ta luôn luôn ủng hộ chiến tranh là vậy. Và bà ta quay lưng lại với Tổng thống Trump là tại vì Tổng thống Trump trong 4 năm ông không hề đưa người lính vào cái chỗ chết, cho nên là bà ta thù ông ta. Ấy thế là bây giờ thì bà ta tỏ ra là bà ta là kẻ bị hại. Nói tóm lại thì thưa quý vị, Kamala Harris nghĩ rằng là bà ta dựa vào cái phát ngôn này của Tổng thống Trump để mà hạ gục ông ở các cái phòng phiếu trong cái ngày bầu cử tới đây. Khi trước đó thì quý vị còn nhớ là bà tố cáo ông cho rằng ông không coi trọng phụ nữ khi mà ông nói rằng là ông sẽ bảo vệ họ cho dù là họ có đồng ý hay không. Bà cho rằng cái đó là không tôn trọng phụ nữ. Nhưng mà bà đã bị ngay chính CNN lên tiếng cho rằng là cái phát biểu đó của Tổng thống Trump không có hề sai chỗ nào cả. Cũng vì thế mà hôm nay bà ta hùa vào cái việc Tổng thống Trump cho rằng là đưa Liz Cheney ra chiến trường để nếm mùi với tử thần, xem có dám to miệng hay không, thì bà nghĩ rằng sẽ gây bất lợi cho Tổng thống Trump. Nhưng xin thưa với bà là người dân Hoa Kỳ đã không có còn ngu si đến cái mức mà tin răm rắp những gì mà truyền thông đưa ra đâu. Họ có não để mà họ tự suy nghĩ, họ tự đánh giá được đâu đúng, đâu sai. Thế nghĩ là bà tốt nhất thì nên đối phó với câu phát biểu của Joe Biden, sếp của bà đi. Khi mà ông gọi hơn 90 triệu người dân Hoa Kỳ là đồ rác rưởi, đồ phế thải. Bà đừng nghĩ rằng là người dân mau quên cái việc đó. Tin hôm nay cho biết rằng là cuộc vận động tranh cử của Biden giúp cho Kamala Harris, tất cả những cuộc vận động đó đều đã bị hủy hết. Mình đã nói rồi thưa quý vị, Biden coi như là xong đời. Kamala Harris từ giờ sẽ chắc chắn là sẽ không còn thấy đứng chung với ông ta nữa. Cho dù là bà ta có thắng đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không thấy hai người xuất hiện chung cùng một nơi đâu thưa quý vị. Và sẽ còn tệ hơn nữa nếu mà bà ta thua. Di sản của Biden sẽ bị đem chôn sống ngay lập tức. Không chừng truyền thông lại còn hùa vào để mà tấn công ông ta và lôi ra những cái vụ làm ăn bất chính của ông ta từ trước đến nay, kiếm được hàng chục nghìn tỷ đô la cho gia đình của ông ta. Chúng ta cứ chờ xem coi. Vâng, và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Trân Nhi cũng xin gửi đến quý vị một số những thông tin liên quan đến các cái cuộc gian lận liên quan đến cái cuộc bỏ phiếu đang diễn ra cho cái cuộc đua giành tòa bạch ốc này. Thì trước hết là tin liên quan đến việc một công tố viên ở Pennsylvania đang điều tra khoảng hơn 30 đơn đăng ký cử tri và đơn xin bỏ phiếu qua thư được xác định là gian lận. Bao gồm một số đơn mà các viên chức liên kết với một nhóm có trụ sở ở Arizona đang làm việc tại quận này. Các mẫu đơn đăng ký đã được ban bầu cử của quận phát hiện. Sau đó thì họ đã tách các mẫu đơn và chuyển vấn đề này để điều tra. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và những kẻ phạm tội thực hiện gian lận cho biết là sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật pháp. Đó thưa quý vị, gian lận và gian lận. Đây là những gì mà Đảng Dân Chủ nó đang muốn làm. Tại vì đã biết Kamala Harris đang thua. Trong khi đó, một công dân Trung Quốc thưa quý vị đang theo học tại Đại học Michigan đã bị buộc tội vì cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp tại tiểu bang chiến trường quan trọng Michigan.
Các nhà chức trách của tiểu bang đã lên án hành động của thanh thiếu niên 19 tuổi này, cho rằng vì người đàn ông này không phải là công dân Hoa Kỳ nên anh ta không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Ủa? Cái này là sự thật chứ có gì đâu phải lên tiếng và phải nhắc lại cái vấn đề này. Mặc dù lá phiếu của công dân Trung Quốc này được bỏ bất hợp pháp nhưng dự kiến nó sẽ được tính trong cuộc bầu cử sắp tới. Ủa là như thế nào thưa quý vị? Họ đã biết rằng cái tên này đã bỏ phiếu gian lận mà họ vẫn tiếp tục tính cái lá phiếu đó. Ủa là như thế nào? Theo luật của Michigan, cáo buộc cử tri trái phép là trọng tội, có thể bị phạt tới 4 năm tù với khoản tiền phạt lên đến 2.000 đô la. Thưa quý vị, mình nghĩ rằng đây là một trong những cái thành phần gián điệp của Trung Quốc, được Trung Quốc cử. Mình nghĩ rằng là Trung Quốc nó cử cái tên này thử đi bỏ phiếu một lần coi xem có được hay không. Và quý vị thấy kết quả đó. Chắc chắn rằng là với cái số phạt 2.000 đô la và 4 năm tù này thì Trung Quốc nó sẽ làm mọi cách để nó đưa cái tên này về nước một cách rất là dễ dàng. Và đây cũng là cái cách mà chúng nó sẽ còn cử nhiều những cái tên gián điệp nữa vào để mà nó phá hoại cuộc bầu cử năm nay, để nó giúp cho Kamala Harris giành chiến thắng. Tại vì nó biết đây là một trong những cái tiểu bang chiến trường quan trọng. Quý vị nghĩ rằng là với chỉ có một cái lá phiếu này là nó ngưng sao? Không đâu thưa quý vị. Tại vì bây giờ ngay chính họ nói là họ tên này đã lỡ bỏ phiếu rồi, thì bây giờ không còn cách nào để mà lấy ra được. Thì quý vị nghĩ rằng là sẽ không còn gian lận nữa hay sao? Từ hôm nay cho đến cái ngày 5 tháng 1 nó sẽ không còn gian lận nữa hay sao? Chắc chắn là nó sẽ còn gian lận hơn nữa. Có nghĩa là bây giờ nó đang ủng hộ cho cái việc là thôi cứ đi bỏ phiếu đi, bỏ cho nó đi. Biết là gian lận nhưng mà vẫn tiếp tục sẽ được tính. Đây thưa quý vị, ở Kentucky, cử tri cho biết thiết bị đánh dấu phiếu bầu đã ngăn cử tri chọn Tổng thống Trump trên lá phiếu của họ. Và video được lan truyền trên mạng cho thấy một cử tri cố gắng chọn tên Tổng thống Trump trên thiết bị. Mặc dù đã chạm vào hộp chọn bên cạnh tên của Tổng thống Trump nhiều lần, giao diện vẫn làm nổi bật tên của Kamala Harris trong hộp bên dưới. Có nghĩa là nó tự động nó chọn bà Kamala Harris. Quý vị thấy không? Có nghĩa là ông ta nhấp vào chọn Tổng thống Trump mà nó nhảy sang chọn bà Kamala Harris. Bây giờ thì các quan chức của Kentucky cho biết đây là trường hợp duy nhất được báo cáo như vậy. Và nhà sản xuất máy bỏ phiếu cho biết sự cố có thể là do lỗi của người dùng. Ủa là sao thưa quý vị? Gian lận trắng trợn thế vậy mà bây giờ nói rằng là do lỗi của người sử dụng. Và bây giờ quý vị thấy không, cái đảng Dân Chủ nó luôn đổ lỗi, nó không bao giờ nó chịu nhận lỗi. Nó luôn phải tìm một cái cách gì đó đổ lỗi cho một người khác là vậy đó thưa quý vị. Một cái tin nữa thưa quý vị. Ở Buck County, Pennsylvania tiếp tục thưa quý vị. Cái quận này hiện đang tham gia vào cái chương trình đó là gì thưa quý vị? Ngăn chặn cử tri đi bầu. Bằng cách nào thưa quý vị? Bằng cách là nhân viên làm việc để mà coi cái chứng minh nhân dân của người dân đó. Tại vì khi mà quý vị vào, quý vị phải đưa cái thẻ ID cho người ta. Rồi sau đó thì họ mới cấp cái phiếu để cho quý vị đi bầu. Bây giờ thì ở cái chỗ đó họ chỉ có bố trí chỉ có 1 đến 2 nhân viên làm việc thôi. Cho nên là cái hàng người mà xếp hàng đó thưa quý vị, nhiều người cho biết là họ đã xếp hàng đến 5 tiếng đồng hồ mà họ vẫn chưa có được cái cơ hội để mà vào bên trong để mà bầu. Họ đang cố tình làm cái việc này để làm gì quý vị biết không? Để làm cho những cái người đi bầu này cảm thấy nản, bỏ về, không đi bầu nữa. Đây là cái cách gian lận này thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà Trần Như nói là quý vị đi bầu sớm là vậy đó. Quý vị chờ đến ngày 5 tháng 1 đi bầu thì nó cái hàng nó còn dài tới mức nào nữa. Và tất nhiên là họ sẽ chơi đủ trò gian lận ở trong đó. Đó, hôm nay là quý vị đã thấy rằng là bây giờ họ chỉ có cử ở một số những cái địa điểm đi bầu này chỉ có từ 1 cho đến 2 nhân viên thôi. Đây là cái hình thức ngăn chặn cử tri đi bầu này thưa quý vị. Họ đang can dự vào cuộc bầu cử đó thưa quý vị. Cho nên là mình mới nói rằng là quý vị đi bầu sớm là vậy đó. Và tất nhiên là vào cái ngày 5 tháng 1 tới đây thì nó sẽ còn kinh khủng tới mức nào nữa. Và rồi thưa quý vị, chắc chắn một điều rằng là vào ngày 5 tháng 1 tới đây thì chúng ta cũng sẽ chưa có biết cái kết quả đâu. Không chừng nó sẽ còn kéo dài sang đến hàng tuần nữa. Quý vị biết rồi đó. Nhóm của Kamala Harris đã lên tiếng cảnh cáo các cái đài truyền hình cấm không cho họ được cái quyền đưa ra cái kết quả quá sớm. Nếu không thì sẽ gặp nhau tại tòa. Chính CNN hôm nay cũng cho biết rằng là họ không có báo, họ đã không thấy được cái báo cáo rõ ràng nào cho thấy ai có thể sẽ thắng cử vào ngày thứ ba tới đây. Đây là một cái người mà luôn phân tích các cái dấu hiệu cho thấy cái phần chiến thắng thuộc về ai đó thưa quý vị. Bây giờ ông này cho biết rằng là ông bối rối vì không tìm thấy dữ liệu thực tế nào cho thấy chiến thắng sẽ nghiêng về ai cả. Đó. Bắt đầu bây giờ họ đã nghe lệnh của Kamala Harris rồi đó thưa quý vị. Và bây giờ họ đã đưa ra những cái dấu hiệu cho thấy rằng là họ sẽ không có tuyên bố ai là người chiến thắng. Những điểm mấu chốt là đây là một cuộc đua xiết sao trong lịch sử. Nó vẫn tiếp tục là một cuộc đua xiết sao trong lịch sử và tôi thực sự không có khái niệm thực sự nào về việc ai sẽ thắng vào ngày thứ ba. Và bây giờ thưa quý vị, các quan chức của Đảng Dân Chủ và chính trị của Kamala Harris cho biết rằng là nếu mà bất cứ đài truyền hình nào mà tuyên bố chiến thắng sớm thì sẽ gặp nhau ở tòa. Và bây giờ thì họ bắt đầu tung người ra xuất hiện trên tất cả các cái đài truyền hình và cho rằng là
tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi chiến thắng được tuyên bố. Đây là dấu hiệu cho thấy Kamala Harris sẽ không chấp nhận chịu thua, thưa quý vị. Và chúng ta chỉ có biết kết quả cho đến khi nào mà tòa án tối cao đưa ra phán quyết thôi. Chắc chắn là sẽ còn nhiều cái vở kịch và còn nhiều cái chông gai phía trước cho Tổng thống Trump lắm, thưa quý vị, trước khi ông giơ tay nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai. Vâng, và đó cũng là cái bản tin cuối mà Trần Như muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn phần theo dõi quý vị và Trần Như xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình. Gấp rút chạy đua về đích, bà Harris và ông Trump suýt chạm trán tại North Carolina. Ngày 2 tháng 11, 3 ngày trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris chạy nước rút tại các bang chiến trường, suýt chạm trán nhau tại North Carolina, theo hãng tin Reuters. Bà Harris đã có buổi vận động tranh cử tại thành phố Charlotte, North Carolina trong ngày 2 tháng 11, trong khi ông Trump có bài phát biểu tại ngoại ô thành phố Gastonia, North Carolina vài giờ trước đó. Khi bà Harris bước xuống sân bay Charlotte, chiếc Boeing 757 của ông Trump đang đỗ trên đường băng gần đó. Đây là ngày thứ tư liên tiếp hai ứng cử viên vận động tranh cử tại cùng một tiểu bang. Theo Reuters, tại North Carolina, hai ứng viên vẫn tiếp tục các chủ đề quen thuộc. Ông Trump cho biết ông sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư nếu được bầu và cảnh báo rằng nếu bà Harris thắng cử, mọi thị trấn ở Mỹ sẽ biến thành trại tị nạn tồi tàn, nguy hiểm. Trong khi đó, bà Harris mô tả, ông Trump là người luôn chìm đắm trong sự trả thù, cho rằng ông ngày càng bất ổn và nhấn mạnh đến những rủi ro của cuộc bầu cử. Trong khi hai ứng viên tổng thống cùng xuất hiện tại North Carolina, thì hai ứng viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J.D. Vance, Đảng Cộng Hòa và thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Đảng Dân Chủ, cùng có buổi vận động tranh cử tại hai thành phố khác nhau ở bang Arizona. Tuần nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tối 29 tháng 10, tức sáng 30 tháng 10 giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bận rộn vận động tranh cử khi chưa đầy một tuần nữa là tới ngày bầu cử, mùng 5 tháng 11. Trong khi bà Harris chọn địa điểm vận động tranh cử gần Nhà Trắng, thủ đô Washington DC, nơi ông Trump từng phát biểu trước đám đông hôm mùng 6 tháng 1 năm 2020, trước khi xảy ra cuộc bạo loạn ở điện Capitol, thì ông Trump đi đến bang chiến trường Pennsylvania, theo đài CNN. Tại công viên Ellipse ở thủ đô Washington DC, bà Harris đã có bài phát biểu nêu rõ lập trường của bà về các vấn đề như quyền sinh sản và nhập cư, cũng như so sánh tầm nhìn của bà với cựu Tổng thống Trump. Phó Tổng thống Harris cam kết sẽ cắt giảm thuế cho người lao động và tầng lớp trung lưu, ban hành lệnh cấm đầu tiên về việc tăng giá thực phẩm, hạn chế chi phí thuốc theo toa cho tất cả người Mỹ. Bà Harris cho biết các nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng cần ngừng sử dụng vấn đề nhập cư như một công cụ chính trị và thay vào đó hãy coi đó là một thách thức nghiêm trọng cần giải quyết. Cũng tại sự kiện này, bà Harris đã tăng cường công kích ông Trump, nói rằng cựu Tổng thống là một người đàn ông bất ổn, ám ảnh với việc trả thù và dành cả thập niên cố gắng khiến người dân Mỹ chia rẽ và sợ hãi lẫn nhau. Tại thành phố Allentown, bang Pennsylvania, ông Trump đã gửi một trong những thông điệp cô đọng nhất tới cử tri. Bạn có khá hơn bây giờ so với 4 năm trước không? Và đám đông người ủng hộ đáp lại, không. Tôi ở đây hôm nay với thông điệp hy vọng cho tất cả người Mỹ, với lá phiếu của các bạn trong cuộc bầu cử này. Chúng ta sẽ chấm dứt lạm phát, chúng ta sẽ ngăn chặn tội phạm xâm nhập vào đất nước chúng ta, và chúng ta sẽ đem giấc mơ Mỹ quay trở lại, ông Trump nói. Sau Pennsylvania, ông Trump dự kiến sẽ đến bang North Carolina và Wisconsin, hai bang chiến trường quan trọng khác. Cùng ngày 29 tháng 10, phó tướng của bà Harris, thống đốc bang Minnesota Tim Walz và phó tướng của ông Trump, thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng đã vận động tranh cử lần lượt ở bang chiến trường Georgia và Michigan. Theo đài CNN, tính đến ngày 29 tháng 10, hơn 50,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu qua thư hoặc thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp, bắt đầu định hình cuộc đua giành chức tổng thống giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump. Thăm dò bầu cử. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris và ông Trump bám sát nhau và không có sự chênh lệch lớn. Theo khảo sát của hãng tin Reuters Ipsos công bố hôm 29 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp lại trong tuần cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, khi ứng viên của Đảng Dân Chủ dẫn trước ứng viên của Đảng Cộng Hòa chỉ 1%, tức 44% so với 43%. Trong khi bà Harris dẫn trước Trump trong mọi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos về cử tri đã đăng ký, kể từ khi nữ phó tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7, thì khoảng cách dẫn trước của bà Harris đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Trong cuộc thăm dò mới nhất, ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris về một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Có tới 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất đã nêu vấn đề việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước, so với 24% đề cập chủ nghĩa cực đoan chính trị và 18% chỉ ra vấn đề nhập cư. Khi được hỏi ứng cử
cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn đối với nền kinh tế, tình trạng thất nghiệp và việc làm, các cử tri trong cuộc thăm dò đã chọn ông Trump với tỷ lệ 47% so với 37% của bà Harris. Vấn đề kinh tế cũng là thế mạnh của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử. Cựu tổng thống cũng có lợi thế về các vấn đề nhập cư khi ông đưa ra các đề xuất cứng rắn bao gồm trục xuất hàng loạt những người di cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, cao hơn 33% đã chọn bà Harris. Trong khi đó, cuộc thăm dò cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà Harris có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ so với 38% chọn ông Trump. Trong cuộc thăm dò trước đó, bà Harris đã dẫn trước ông Trump tới 7% về vấn đề này. Các cuộc khảo sát toàn quốc bao gồm các cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả của đại cử tri đoàn theo từng tiểu bang sẽ quyết định người chiến thắng, trong đó 7 tiểu bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định. Theo cuộc thăm dò của đài CNN hôm 29 tháng 10, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri được hỏi ở bang Arizona, so với 47% của ông Trump. Trong khi đó, ở bang Nevada, 48% cử tri được hỏi ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Còn tại bang Pennsylvania, một cuộc thăm dò của đài CBS News YouGov công bố vào tối 29 tháng 10 cho thấy cả hai ứng viên đều giành được 49% sự ủng hộ. Thăm dò trước giờ G, lợi thế của Phó Tổng thống Kamala Harris so với các cuộc bầu cử trước. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đến gần, các cuộc thăm dò dư luận đang chỉ ra rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đang ở trong một cuộc đua căng thẳng với cựu Tổng thống Donald Trump. Dữ liệu khảo sát cho thấy, lợi thế của bà Harris thấp hơn so với những người tiền nhiệm của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden vào năm 2020 và bà Hillary Clinton vào năm 2016, vào thời điểm tương tự trong các cuộc bầu cử trước. Theo thông tin từ tờ Newsweek, tỷ lệ ủng hộ bà Harris hiện đang ở mức khiêm tốn so với ông Trump. Cụ thể, dữ liệu khảo sát từ The Guardian vào ngày 30 tháng 10 cho thấy bà Harris có 47% sự ủng hộ, trong khi ông Trump là 46%. Kết quả này đã giữ nguyên từ ngày 24 tháng 10. Đối với trang phân tích thăm dò FiveThirty, Harris đang dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 46,8% của Trump. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác từ Real Clear Politics lại cho thấy ông Trump đang nhỉnh hơn 0,3 điểm, với tỷ lệ ủng hộ là 48,4% so với 48,1% của bà Harris. Sự phân tích từ các chuyên gia cũng cho thấy một bức tranh không đồng nhất về tỷ lệ ủng hộ. Theo khảo sát của Next Silver, bà Harris có tỷ lệ ủng hộ là 48,5%, cao hơn 1,1 điểm so với ông Trump, người có tỷ lệ ủng hộ là 47,4%. Khảo sát từ New York Times cũng cho thấy sự ủng hộ bà Harris ở mức 49%, trong khi ông Trump đứng ở mức 48%. Điều đáng chú ý là sự khác biệt rõ rệt giữa tình hình hiện tại với các cuộc bầu cử trước đó. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã dẫn trước Trump tới 8,4 điểm theo kết quả thăm dò của FiveThirty. Ông Biden không chỉ có lợi thế lớn trong các cuộc khảo sát mà còn giành được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc khảo sát khác như của Real Clear Politics và 270 Towin. Tương tự, trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Clinton cũng đã dẫn trước Trump 6,2 điểm, nhưng cuối cùng lại thất bại về số phiếu đại cử tri, mặc dù bà giành chiến thắng về số phiếu phổ thông. Tính đến ngày 1 tháng 11, FiveThirty cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 1,4 điểm trên toàn quốc, nhưng điều đáng lưu ý là ông Trump được đánh giá có 52% cơ hội thắng cử, trong khi cơ hội của Harris chỉ là 48%. Dự báo từ Next Silver cũng cho thấy xu hướng nghiêng về phía ứng viên đảng Cộng Hòa, với 53,8% cơ hội chiến thắng cho Trump so với 48,8% cho bà Harris. Kết quả thăm dò hiện tại đã phản ánh rõ rệt một cuộc đua cạnh tranh khốc liệt, với những tín hiệu cho thấy cả hai ứng viên đều có khả năng tạo ra sự khác biệt trong những ngày sắp tới.